của chúng ta. Khi đến đây thì biết quý, vâng và giờ phút này đây hiện diện ở phía ngoài cầu hôn chụp cưới gia đình họ Mạc nhà trai. Chúc mừng chiếc xe hoa mang biển số tình yêu và hạnh phúc đã của bến ở phía ngoài cầu. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời đến toàn thể các quý ông cụ bà, các ông các bà đại diện gia đình họ Mạc nhà trai. Chúng ta cùng chuyển bước chân của mình ra phía ngoài cầu để đón tiếp vị trưởng đoàn đại diện cho cái đoàn nhà gái trong buổi sáng ngày nay. Xin được trân trọng kính mời và kính mời. Quý thương của bà, kính thưa đến toàn thể các quý vị, vâng và giờ phút này đây hiện diện ở phía ngoài cổng là phái đoàn hoàng nhà trai cũng như phái đoàn hoàng nhà gái. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời đến vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn hoàng nhà trai cũng như một vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn hoàng nhà gái cùng chú rể cô dâu cùng toàn thể các cụ ông cụ bà, các cô dì chú bác, các bạn trẻ nam nữ thanh niên, chúng ta cùng chuyển với chân mình vào phía trong hôn trực cưới cũng phía trong nhà để lựa chọn cho mình những chỗ ngồi cũng như hàng ghế êm ái nhất để được chứng kiến buổi lễ thành hôn của chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thùy Trang trong buổi trưa ngày nay. Xin được trân trọng kính mời và đón mời. Vâng và giờ phút này mình lần nữa xin được kính chào mời của gia đình. Xin được trân trọng kính mời đến vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn hoàng nhà trai cũng như vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn hoàng nhà gái cùng chú rể cô dâu cùng toàn thể các ông các bà cô dì chú bác bạn bè nam nữ thanh niên. Chúng ta cùng chuyển bước chân mình vào phía trong hôn trực cưới để lựa chọn cho mình những chỗ ngồi cũng như hàng ghế êm ái nhất để được chứng kiến buổi lễ thành hôn của chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thùy Trang. Xin được trân trọng kính mời và kính mời. Vâng, kính đến toàn thể quý vị thân mến. Vâng, giờ phút này đây hiện diện ở phía trong nhà chính là chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thùy Trang cùng toàn thể các ông các bà đã đại diện cho hai bên gia đình họ Mạc đón và đưa đã hiện diện tại gia đình. Một lần nữa xin được kính chuyển lời mời của gia đình, xin được trân trọng kính mời đến toàn thể các bậc quý vị. Chúng ta cùng tiệc trà, tiệc nước, tiệc thuốc, tiệc trầu và những buổi lễ rau dâu sẽ được sắp sửa bắt đầu ở phía trong nhà. Xin được trân trọng kính mời. Đến tập thể các vua ông của bà. Vâng, hôm nay thì Trang về đây làm dâu thì gia đình cũng có đôi câu dặn dò. Vâng, và theo phong tục tập quán của từng quê hương, vâng sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn họ nhà gái sẽ đứng lên có đôi câu phát biểu giao dâu. Xin được trân trọng kính mời ông. Hello. Kính thưa các cụ, các bà, cô dì, chú bác, toàn thể các chị. Trải qua một thời gian hai cháu Trang và cháu Huy tìm hiểu bạn đời trong năm, các cháu đã quyết định đi tới hôn nhân. Được sự nhất trí của hai bên gia đình, ông bà Tình Thanh và ông bà Quyết Xin đã cho phép hai cháu thành hôn với nhau. Được sự ưu quyền của ông bà Tình Thanh, hôm nay chúng tôi hiện diện đến ngày vô quy của hai cháu. Thay mặt cho đoàn trưởng, tôi xin kính chúc các cụ, các bà, cô dì, chú bác, thân binh và trường thọ. Chúc các anh, các chị mạnh khỏe, sản xuất, học tập và xây dựng quê hương ngày càng tiến bộ. Chung tay góp sức, đồng lòng tiến lên trên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xin lời trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các bà, cô dì, chú bác, cùng toàn thể, các anh, các chị. Được người truyền của ông bà Thanh Tình, chúng tôi đưa cháu Trang về làm dâu con của ông bà Quyết Xin. Điều này chúng tôi rất là thấy hân hạnh. Thay mặt cho đoàn nhà gái, tôi xin các cụ, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các anh, các chị dành thời gian giúp đỡ cháu Trang trở thành những thành viên của gia đình và xã hội.
cháu không những rất giỏi về thời này trong công cuộc xây dựng đời mới, và cháu còn rất giỏi về lâu dài cho gia đình và xã hội ở mai sau. Cuối cùng tôi xin kính chúc hai cháu vui xuân mới, không quên nhiệm vụ, thắm tình tổ quốc, thắm tình ta, hạnh phúc non sông, hạnh phúc nhà, thắm tình cha mẹ và ý ta. Xin chân thành cảm ơn. Và vâng, xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu ra dâu của vị trưởng đoàn đại diện của bên phía gia đình. Bây giờ đây xin được trân trọng kính mời và giới thiệu các vị sẽ đại diện cho gia đình họ Mạc nhà trai đứng lên có đôi câu phát biểu nhận dâu cũng như là đáp từ. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các bố của bà, kính thưa các cô dì chú bác, kính thưa ông và đại diện, kính thưa ông đại diện cho nhà gái và kính thưa đoàn khách đoàn của nhà gái. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn tới ông đại diện của nhà gái và khách đoàn của nhà gái. Chúng tôi gia đình ông bà quyết sinh ở đây cũng ơn thú nhập phận. Chưa có một khi con đầu nóc nhà quan trang cụ con gả chồng yêu nhau thì con cha nghĩa mẹ ta thì trả sau. Được sự tìm hiểu kỹ lưỡng của hai cháu, của hai cháu và Huy và Thủy Trang, được sự nhất trí của gia đình ông bà quyết sinh và được sự nhất trí của gia đình ông bà tỉnh Thanh, được sự nhất trí của cơ quan chính quyền của hai tỉnh ông bà quyết sinh cũng nói lễ để đứng lái tuyết để ông bà kính cho tiên sau chỉ người vào mà không để đón quan trọng. Chúng tôi về làm rất gia đình ông bà quyết sinh đứng đã được ngày đã được giờ tốt là ông thái đoàn của nhà gái đã đưa em con em của chúng tôi về để làm dâu làm con của gia đình ông bà quyết sinh. Không biết nói gì hơn, xin cảm ơn đến các ông đại diện và các phái đoàn của nhà gái đã đưa con cháu để chúng tôi về đây để không ngoài mục đích nối dõi trong đường hai hồi về sau. Xin một lần chú bác chắc đây cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu nhận dâu cũng như là đáp từ của vị đại diện cho gia đình họ Mạc nhà trai. Vâng, và giờ phút này đây thủ tục giao dâu cũng như là nhận dề của hai bên gia đình. Giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời đến chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thùy Trang sẽ chuyển với sân bình lên phía trên gia tiên để thắp hương lên bàn thờ gia tiên trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và kính mời. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ ông cụ bà, các cô dì chú bác, bạn bè nam nữ thanh niên hai bên gia đình chúng ta cùng tự nhiên tiệc trà tiệc nước tiệc trầu để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Xin được trân trọng kính mời và kính mời. Mời đến chú rể và cô dâu sẽ chuyển với gia đình mình lên phía trên gia tiên để thắp hương lên bàn thờ gia tiên trong ngày vui trọng đại nhất của cuộc đời mình. Xin được trân trọng kính mời. Giờ phút này đây hiện diện ở phía trong nhà chính là chú rể và cô dâu đang nghiêng mình kính cẩn lên phía trên gia tiên để thắp hương lên bàn thờ gia tiên trong ngày vui hạnh phúc của cuộc đời mình. Bác sĩ được cho được kính mời đến bộ phận tiếp tân gia đình, chúng ta cần bước bàn trà để được đón mời đến toàn thể quý vị khách quý cũng như là các ông các bà, các anh các chị đến phía gia đình họ Mạc nhà gái đã không quản ngại đường xá của tôi để đi đưa cô dâu về phía hôn trực với họ nhà trai trong buổi trưa ngày nay chúc kiến và để tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ. Được trân trọng kính mời và kính mời. Vâng, cháu là cháu dâu mới nhà ta và hương các ba nén xin các ngài chứng cho từ nay nên vợ thành chồng
và chúc con nguyện hứa bên nhau suốt đời. Và sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu, sau khi thắp hương lên bàn thờ gia tiên, xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ đi mời nước, mời chầu, mời thuốc các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác có mặt ở phía trong nhà. Xin được trân trọng kính mời và kính mời. Người yêu ơi anh vẫn cần anh thương, em yêu em rất nhiều, bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Anh cứ để anh không em như thế này nhé, còn đời suốt kiếp anh sẽ yêu mình em, không bao giờ ta anh xa. Vâng, và giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thùy Trang sẽ nắm tay nhau chuyển với tân bình ra phía ngoài sân khấu chính của ban tổ chức tôi để được chứng kiến những giây phút thăng hoa hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Xin được trân trọng kính mời và kính mời. Vâng, xin mời chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thùy Trang sẽ nắm tay nhau chuyển lên phía đỉnh cao nhất tại sân khấu của gia đình họ Mạc nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa đến toàn thể các bậc quý vị, vâng xin được trân trọng kính mời đến toàn thể các bậc quý vị, chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để được chứng kiến đôi tân lang và tân gia nhân hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày nay. Vâng, giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thùy Trang sẽ có một cái cúi chào đến toàn thể các bậc quý vị có mặt hiện diện tại sân khấu. Xin mời Hoàng Huy dành một tràng tay thật lớn thật nồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể được không ạ? Vâng, kính thưa đến toàn thể các bậc quý vị, đúng là yêu nhau cũng chẳng quản sang gần, mà cầu không tay vịn cũng lần mà sang, và yêu nhau chẳng ngại lầm than, đá vàng cũng quyết và phòng bà cũng liêu. Và kính thưa đến toàn thể các bậc quý vị, trải qua tháng năm tìm hiểu kỹ càng của đôi bạn trẻ cũng như sự đồng ý của hai bên gia đình, sự đồng tình cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, vâng, và hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2019, tức ngày 16 tháng 9 năm Kỷ Hợi, gia đình long trọng tổ chức buổi đại lễ thành hôn cho chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thùy Trang. Cô dâu Thùy Trang và chú rể Hoàng Huy chính thức được bắt đầu. Và quý vị dành những tay tay thật lớn thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Chưa đến toàn thể quý cụ ông cụ bà, cô dì chú bác và bạn bè nam nữ thanh niên, vâng, đúng là chầu này chầu kính chầu tình, mà chầu loan chầu phượng chầu mình chầu ta, chầu này tên tối hôm qua, hôm nay đám cưới đem ra mời người, vâng, đúng là miếng chầu thì nên nghĩa phụ thê, mà mẹ cha đã định thì chàng về với anh Huy đây, và hết rồi áo tím áo xanh, từ nay chàng đã có anh Huy đây làm chồng. Vâng, kính thưa đến toàn thể các bậc quý vị thân mến, được về đây chung vui với ngày vui hạnh phúc của chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thùy Trang. Thì chú rể Hoàng Huy có tâm sự nhỏ với ban tổ chức chúng tôi rằng, vào một đêm trăng rằm sáng tỏ, Huy gặp Trang tại một khóm tre ven làng, và xung quanh chảy hội trăng vàng lên cao, mà gặp Trang thì Huy đã xuyến sao, Trang ơi biết nói thế nào được đây. Vâng, và nhìn thì càng đắm, mà ngắm thì càng say, chưa say lên rượu đã say lên tình. Và chú rể Hoàng Huy thì nói rằng, anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phú Thọ nghĩa tình, và cùng Huy và em đó chúng mình yêu nhau. Và khi thì tựa gối thì cúi đầu, khi xem hoa nở thì chờ trăng lên. Vâng, và để rồi rồi lâu lâu ngày chú rể mới hỏi nàng, tre kia tùng lá đang sàng được chưa, và ngại ngùng thì nàng cũng nói thưa, nói sao cho đẹp cho vừa lòng nhau, để anh về anh lấy buồng tâu, đem sang là bạn với dàn trầu nhà em. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và theo ban tổ chức chúng tôi được biết, Phú Thọ thì phải mảnh đất rất là giàu về tình cảm, đúng không ạ? Con trai con gái thì không đâu đẹp bằng. Nếu quý vị và các bạn có thắc mắc thì cứ nhìn trực diện vào chú rể Hoàng Huy làm bằng chứng nơi, đúng không ạ? Anh đấy trông rất đẹp trai, cao to phong độ thì chẳng ai đẹp bằng. Còn cô dâu thì xinh đẹp tuyệt trần, và dịu dàng dễ mến lại thêm phần nết na, và chị được ví như chị hàng Nga, nên nam tào bắt đầu cũng phải khóc hòa vì yêu. Và chú rể trông giống Sĩ Điều, cô dâu lại giống Thúy Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đong đưa, nhìn nhau say đắm say sưa tình đồng. Và quý vị dành một trái tay thật lớn thật nồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vâng, và giờ phút này xin được trân trọng kính mời đến toàn thể các bậc quý vị, chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu
Vâng, xin được kính mời chú rể và cô dâu sẽ chuyển về phía bàn bánh để cắt những chiếc bánh ngọt tình yêu và hạnh phúc nhất trong ngày của đại lễ hôm nay. Xin được kính mời. Giây phút quyền lương hạnh phúc nhất. Tôi xin mời chú rể và cô dâu tay trong tay sẽ cắt những chiếc bánh ngọt tình yêu và hạnh phúc. Xin được chúc mừng. Tôi xin mời chú rể tay trong tay cô dâu ạ. Một chiếc đầu bánh đầu tiên chính là một tình cảm bạn bè, và sau đó cắt đến chiếc bánh thứ hai, đó chính là một tình yêu chân chính. Và chiếc bánh cuối cùng đỉnh cao nhất trong chủ đề hôm nay chính là tình cảm vợ chồng. Kể từ giờ phút này đây, chính thức đôi bạn trẻ được lên vợ thành chồng. À vâng, trong ngày vui trọng đại hôm nay, xin mời chú về sẽ cắt một miếng bánh nho nhỏ để bón cho người vợ của mình trong ngày vui cuối cùng này. Và xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, dành những cháu tay thật lớn và nồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Vâng, và cũng như vậy, xin mời cô dâu sẽ mời lại cho người chồng của mình. Vâng, đúng là bánh này bánh nghĩa, bánh tình, sáng trong trong sáng như mình với ta. Bánh này xin được cắt ra giống như trăng sáng ta với mình. Vâng, và sau đây xin được trân mời chú rể và cô dâu sẽ chuyển về phía bàn rượu để rót những chai rượu hồng, chai rượu hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời tất cả các bạn quý vị trên tay cùng hướng mắt về sân khấu. Vâng, xin mời chú rể sẽ vui chai rượu champagne đầu tiên. Rượu hồng kết nghĩa phù thề, mà cùng cho một cách duyên về với nhau, và hai ta y hợp tâm đầu, niềm vui mang đến nỗi sầu vơi đi. Và xin mời chúng ta sẽ vui chai rượu champagne đầu tiên. Và quý vị dành một cháu tay thật lớn thật nồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Vâng, và xin mời chú rể và cô dâu tay trong tay sẽ rót chai rượu hồng lên tháp băng đăng trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và quý vị dành những cháu tay thật lớn thật nồng nhiệt. Vâng, chúng tôi đến tận các bạn quý vị, vâng, những dòng rượu đang chảy, những làn khói tỏa bồng bềnh, được ví như nước và mật ngọt, nước để tưới cho tình yêu được tô thắm, và mật ngọt sẽ tô điểm cho cuộc sống mai sau. Vâng, xin mời chú rể sẽ vui chai rượu champagne thứ hai. Vâng, xin mời chú rể sẽ vui chai rượu champagne thứ hai và rót ra 6 ly rượu hồng. Vâng, trong ngày vui trọng đại hôm nay, chúng ta không thể nhắc không nhắc đến các bậc cha bậc mẹ đã có công sinh thành dưỡng dục lên đời bạn trẻ trong ngày hôm nay. Vâng, xin mời chú rể sẽ rót ra 6 ly rượu để mời đến những đấng sinh thành. Giây phút thiêng liêng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Vâng, và sau đó tiếp tục xin được trân trọng kính mời chúng thầy và cô giáo tiếp tục rót lên tháp bàn đăng. Vâng, quý vị đã dành những cháu tay thật lớn thật nồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cho mặt trời trong ngày hôm nay. Đến toàn thể quý vị thân mến, và hôm nay chính thức giờ phút này đây, chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thùy Trang chính thức nên vợ thành chồng. Vâng, để tỏ lòng biết ơn với các bậc cha bậc mẹ cũng như là đấng sinh thành, và sau đây ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đến bố thân sinh của chú rể Hoàng Huy cũng như là mẹ sẽ chuyển với chồng mình ra phía ngoài sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông bà, và xin được trân trọng kính mời đến một vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn Hòa Nhà Trai cũng như một vị trưởng đoàn sẽ đại diện cho phái đoàn Hòa Nhà Gái cũng chuyển với chồng mình ra phía ngoài sân khấu. Vâng, xin được trân trọng kính mời các bà. Vâng, đúng là công cha như núi Thái Sơn mà nghe mẹ như nước người người Biển Đông. Giờ đây lên vợ nên chồng, chúng ta không thể thiếu được công ơn mẹ thầy.
Vâng, và xin được trân trọng kính mời ông bà sẽ chuyển bước chân mình về phía trên sân khấu. Vâng, và xin được trân trọng kính mời đến hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Vâng, và để tỏ lòng kính hiếu với các bậc cha bậc mẹ cũng như là hai bên đồng sinh thành, xin mời chú rể và cô dâu sẽ tay trong tay nồng lần lượt nồng những ly rượu để mời đến bậc cha bậc mẹ cũng như là hai vị trưởng đoàn. Vâng, và xin mời chú rể và cô dâu sẽ đứng vào giữa. Vâng, xin mời chú rể và cô dâu sẽ đứng vào giữa. Vâng, xin mời ông bà di chuyển về phía bên này một chút. Vâng, và chú rể và cô dâu sẽ đứng vào giữa và đan tay để uống ly rượu giao thề trong ngày hôm nay. Vâng, lúc là rượu hồng chúc phúc cha mẹ vì con cha mẹ chống già và ơn trời nghiêng nặng như là biển đông. Vâng, xin mời chú rể và cô dâu sẽ bắt tay ạ. Vâng, sau đây ban tổ chức tôi sẽ đếm từ 3 đến 10 và xin được trân trọng kính mời đến ông bà sẽ cùng ly rượu hạnh phúc để chúc phúc cho các con của mình. Vâng, 3, 2, 1, xin mời ạ. Mời quý vị dành những tràng tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể cũng như là cô dâu trong ngày hôm nay. Vâng, và sau khi các ông các bà đã cạn ly rượu hồng chúc phúc, xin được trân trọng kính mời đến toàn thể các ông các bà chúng ta chuyển về vị trí ban đầu, tiếp tục tiệc trà tiệc nước tiệc thuốc tiệc trầu. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời ông bà sẽ chuyển về vị trí ban đầu. Vâng, và giờ phút này đây ở phía trên sân khấu, xin được trân trọng kính mời chú rể Hoàng Huy sẽ có một món quà rất là ý nghĩa trong ngày vui trọng đại hôm nay dành tặng cho người vợ của mình, đúng chính là đôi vòng cầu hôn trong ngày hôm nay. Và quý vị dành một tràng tay thật lớn thật nồng nhiệt đó với sự ra mắt của đôi cầu nhất cầu hôn. Không trải qua bao nhiêu tháng năm, giờ phút ở đây hôm nay tại gia đình, và xin mời chú rể sẽ cất. Và quý vị dành một tràng tay đúng không ạ? Sẽ theo cho người chồng của mình. Vâng, kể từ giờ phút này đây, đôi bạn trẻ chính thức nên vợ thành chồng và cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Vâng, đúng là anh hùng sánh với thiên quyền, mà đẹp lòng cha mẹ lại nên duyên vợ chồng. Hôm nay cau trắng rượu hồng, chúc đôi bạn trẻ được mặn nồng mai sau, mà lá trầu thì sánh với quả cau, và chú rể thì chọn nghĩa, còn cô dâu thì viện tinh. Vâng, và trước khi yêu nhau thì chú rể có ước ao rằng ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bắt chàng về xây, và xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bát nguyệt cho nàng rửa chân. Và cô dâu cũng từng thỏ thẻ bên tai chú rể rằng trăng tròn đẹp nhất đêm rằm, tình ta tháng tháng năm năm vẫn tròn. Vâng, và giờ phút này đây xin được kính chúc cho chú rể cũng như cô dâu được trăm năm hạnh phúc và bạc đầu nghĩa phù thê. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ tiến về phía trước một bước. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vâng, hôm nay buổi lễ thành hôn của chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thùy Trang tại gia đình họ Mạc nhà trai, ban tổ chức xin phép đến toàn thể quý cụ ông cụ bà, các bậc cha bậc mẹ hai bên gia đình sẽ dành cho chú rể thể hiện một tình cảm, một tình yêu thương với người vợ của mình trong ngày vui hôm nay, đó chính là một nụ hôn ngọt ngào nhất sẽ được diễn ra tại sân khấu gia đình họ Mạc nhà trai. Vâng, xin mời chú rể sẽ quay một góc 35 độ 7 về phía cô dâu, và cô dâu cũng vậy sẽ quay một góc về phía chú rể. Và chú rể sẽ đặt tay của mình lên chỗ nào mềm nhất của cô dâu. Vâng, và cô dâu sẽ đặt tay của mình lên chỗ nào cứng nhất của chú rể. Và vâng, chỗ cứng nhất của người đàn ông đó chính là bờ vai vững chắc, và đó chính là điểm tựa của em chồng suốt cuộc đời này. Và nơi mềm nhất của người phụ nữ đó chính là vòng eo thon thả, và chúng là chốn đi về của người đàn ông. Vâng, hôm nay với sự chứng kiến của toàn thể các bậc quý vị hai bên gia đình, chú rể có nguyện yêu thương và chung sống với người vợ của mình cho đến lúc đầu bạc răng long phong. Có người không ạ? Vỗ tay đi quý vị. Vâng, và chú rể thì có hơi bé. Vâng, và cũng như vậy, cô dâu có nguyện yêu thương và chung sống với người chồng của mình cho đến lúc đầu bạc răng long phong. Có ai không ạ? Có. Vỗ tay đi quý vị. Vâng, những tình cảm hạnh phúc nhất. Vâng,
Và sau đây ban tổ chức sẽ đếm từ 3 đến 1 và chú rể sẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào nhất lên đôi môi nồng thắm của dâu trong ngày nay. Quý vị dành một giây thôi đó. 3 2 1 bắt đầu. Thưa quý vị, những tràng tay của quý vị dành cho chú rể Hoàng Huy và cô dâu Thùy Trang trong ngày hôm nay. Vâng, thưa đến những toàn thể các bậc quý vị, vâng, lúc là hoa đến thì hoa phải nở, mặt thuyền đầy khách thuyền phải chờ sang sông, em đến duyên em phải lấy chồng, và chúc cho hai bạn có con bé con bồng năm sau.